Em chào tất cả quý khách hàng đến kênh Isuzu Club của em ha. Thì quý khách hàng nếu muốn sử dụng một cái xe tiện dụng, lợi ích đi vào thành phố, tích hợp thêm chở nhiều hàng và chất lượng ha, và cái tải trung bình và xe là dòng xe tải lướt, xe tải lướt thoải mái, ví dụ đi những cái cung đường mà đồng bằng và vùng núi, thì Isuzu này là con Isuzu xe tải WKR210 này là xứng đáng và thích hợp dành cho quý khách hàng nào muốn kiếm tiền và thu hồi vốn nhanh. Hãy chọn con xe này, vì sao? Là con xe này là con xe tiện dụng, hầu hết những cung đường của Việt Nam này là 10 chiếc là hết, 8 hoặc 9 chiếc là của Isuzu rồi. Vì sao? Là Isuzu nó có nhìn dáng và vẻ bên ngoài thì nó bền đẹp, và cái độ tương hao nhiên liệu, tiêu hao nhiên liệu thì nó nằm ở bậc nhất rồi. Hầu như những dòng xe tải mà cùng phân khúc hầu như là không có cho quý khách hàng nha. Và em đang giới thiệu cho quý khách hàng một con xe Isuzu WKR210 thùng dài 4m3, và ra trong quý khách hàng là hai tải, là tải 1 tấn 9 và 2 tấn 350. Và con xe của mình là do Tính Nghĩa đóng. Em đang quay cho quý khách hàng ha, đang quay cho quý khách hàng là con xe do thùng do Tính Nghĩa đóng, và con xe này đã được trau chuốt từng con ốc, từng chi tiết, cho nên quý khách hàng có thể so sánh nhìn những cái mẫu thùng ở cái hãng khác và xem ha, và xem chất lượng của nó như thế nào, chất lượng của nó như thế nào. Và hồi nãy em quay cái đầu xe rồi, thì đầu xe hầu như là cũng không có gì nhiều đâu, không, tại vì xe tải cũng không có gì thay đổi nhiều. Và cái chữ dòng chữ Isuzu đặt ở giữa cái mặt ca răng trước nè đó, và cái hút cái thoát gió nè, đây gió nè đó, thấy không? Đây đèn thì đèn halogen thôi, đèn halogen nè đó. Thì con này nói chung là đèn xi nhan báo rẻ rồi, Aza ưu tiên, đèn cốt pha đầy đủ hết nha. Con này sẽ vẫn xài cho quý khách hàng động cơ Bluebird như quý khách hàng nha, vẫn xài động cơ Bluebird cho em có báo trên trước ha. Đây nói chung là xe của mình quan trọng là cái thùng, còn lại thì chassis nó hoàn toàn như nhau thôi. WKR210 nè, xi nhan báo rẻ nha. Con này thì khoảng 500 mấy để cho quý khách hàng có thể vận chuyển đi đường, thu hồi vốn nhanh đó, đường xe tải mà. Thì con này là được do thùng Tính Nghĩa đóng nha, Tính Nghĩa đóng cho nên có cái độ trường xe và thùng nó chắc chắn và nó đẹp lắm. Đây Tính Nghĩa nè, có mẫu logo thùng nha. Đây từng con ốc, từng cái chỉ nha. Thì quý khách hàng đặt xe thì hiện tại là trong quá trình này em sẽ có xe giao cho quý khách hàng liền, cho nên quý khách hàng khỏi phải lo là lăn tăn ha, khỏi mà lăn tăn. Đây là inox 430 nè, hầu như là vậy. Bánh xe ha, bánh xe thì nó sử dụng vẫn là động cơ Euro 4 cho quý khách hàng nha, tại vì xe tải nó chưa lên động cơ Euro 5 đâu, cho nên nó vẫn xài dầu 05 nè, dầu 05 đó. Đây động cơ Euro 4 ha, vẫn xài động cơ Euro 4. Thì cái điểm của khác biệt của dòng xe tải Isuzu WKR đóng tại Tính Nghĩa thì mình có những điểm khác gì, là thứ nhất là sẽ thêm cho quý khách hàng là cái khung bao đèn nè, khung bao đèn đó, khung bao đèn là inox, là inox ha, nó đẹp hơn, không phải bằng sắt. Hầu như là những cái xe ở hãng khác như Quang Tịnh Hưng, Đại Tiện Phước thì nó sử dụng sắt, nhưng mà con này nó sử dụng cho quý khách hàng là khung bao đèn bằng inox từ trên xuống dưới nè đó, từ trên xuống dưới đều đảm bảo chất lượng và an toàn kỹ thuật cho quý khách hàng luôn. Đây. Và quý khách hàng nào ví dụ như là mình mua con xe này không muốn đóng theo cái mẫu thùng của nhà máy thì quý khách hàng có thể yêu cầu đóng theo cái thùng của quý khách hàng ha. Yêu cầu. Đó, em mở cửa ra nè. Và điểm khác biệt thứ hai của cái dòng xe này đối với Tính Nghĩa thì nó sẽ khác cho quý khách hàng là thêm một cái là rãnh cục hàng. Hầu như là những cái xe mà của mình sẽ không có rãnh cục hàng. Và thí dụ như đối với Tính Nghĩa thì sẽ khuyến mãi được một cái rãnh cục hàng ha. Thì quý khách hàng đi chợ tủ lạnh là
bất cứ cái gì đồ nặng mà mình muốn cồng kềnh thì mình muốn thay đổi, muốn chở cột hàng thì mình có thể cột vô những cái rãnh này. Rãnh này rất là tiện dụng luôn. Đây, từng đường chỉ mối nối thì nó đầy đủ hết cho quý khách hàng rồi. Sàn nè, sàn nhé, sàn kẽm vô cái hàng nha, chứ không phải là sàn sắt đâu. Con này là tôn mạ kẽm, sàn là sàn tôn mạ kẽm nha. À, hầu như là những cái phân khúc khác thì người ta sử dụng sàn sắt, nhưng mà bên em sẽ sử dụng sàn tôn mạ kẽm. Đó, đây quý khách hàng có thể nhìn thấy nha, tôn mạ kẽm ha. À, đèn đặt ở giữa nè. Đây. Rồi. Bây giờ em đóng cái cửa hông của xe lại. Con này là ba cửa cho quý khách hàng nha. Hai cửa sau. Và thêm cho quý khách hàng là một cái trước nữa. Rồi. Em quay một mình cho nên cái đóng cửa thao tác nó cũng chậm đi, nó khó ha. Đây. À. Rồi. Bây giờ chúng ta lên cái phần cabin ở phía trước phần cabin mình coi và nghe cái phần cabin thì em sẽ khuyến mãi trong cái chương trình tháng 7 này sẽ có cái gì và thích hợp. Đây, đèn hông xe nè và đèn bên trong xe. À, đó, đây máy nè. Nói chung là cái máy thì máy của Nhật mà đáp ứng đủ nhu cầu cho khách hàng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ vô trong xe và đè cái máy xe lên. Đó, tại vì xe tải mà. Đè cái nhiên liệu và chất liệu thì nó hầu như xe tải nào cũng như nhau thôi. Quan trọng là cái giá thành của nó, con có đủ đáp ứng hay không. Đối với cái mẫu 2022 này thì đều có tích hợp cho quý khách hàng là máy lạnh nha quý thầy nha, máy lạnh theo xe luôn. Thì đối với phun cũ thì không có máy lạnh, nhưng mà đối với phun mới có máy lạnh nè. Đây, hoa lăng nè. Xe tải ha, hoa lăng xe tải. Có cuốn sử dụng xe. Đây. Cuốn sử dụng xe ha. Con này dòng quy cơ đời dòng tải nhỏ rồi. Đó. Gương kính auto một chạm ha. Còn gương gập thì gập cơ thôi, tại vì xe tải mà. Gập điện hầu như là thí dụ như gập điện phải hơn chi phí rồi. Đây, trần nè, trần nhung như thế này nha, trần nhung ghế da có thoát khí ha, đây, hộp số 5 cấp và 1 số lùi. Đây, vành tay cơ, tải mà, đèn đuốc là đầy đủ ha, đá pha nè, đó, đá pha, dầu. Rồi, đây, cái này là cái máy lạnh chỉnh cơ. Đèn ha ra nè. Đây. Đó. Các hàng có thể coi ha. Coi nè. Hộp để đồ nè. Đây, mồi thuốc ha. Mồi thuốc nè. Những cái hàng thường thường mấy anh em đi xe tải thường hay hút thuốc đó. Cho nên mấy cái này phải cần có ha. Đó. Chìa khóa phá chỉnh cơ rồi. Rồi, em sẽ xong xuôi em sẽ báo luôn cho quý khách hàng là cái chương trình trong tháng 7 này là sẽ khuyến mãi cho quý khách hàng. Khi mà quý khách hàng đặt xe là sẽ có cho quý khách hàng là định vị phù hiệu nè. À, định vị phù hiệu ha. Thứ hai là thí dụ như là mua nước gió. Thứ ba là bên em sẽ hỗ trợ quý khách hàng ra biển số vàng là sao. Ra biển số vàng thì phải có định vị và phù hiệu, cho nên bên em sẽ tặng định vị và phù hiệu cho quý khách hàng. Và xe của mình nằm trong tiêu chí là trong tháng 7 này sẽ cực kỳ với mãi cực lớn. Và cái phiếu dầu lên tới 30 lít, hầu như những cái xe chỗ khác thì hầu như không có đâu. Đây, ở xe mẫu mới mà chạy làm ăn kiếm cơm thì mình phải chú tâm vào cái độ bền của nó, không nên đam mê vào những cái xe nào mà nó option. Mình quan trọng là cái độ bền của xe thôi. Rồi, em kết thúc cái video tại đây ha. Em chuẩn bị kết thúc video tại đây. Nếu mà quý khách hàng nào có yêu thương thì cho em một lượt đăng ký kênh và một lượt like kênh ha. Đây, con đội nè. Đó, đây là Ganti nha quý khách hàng nha, Ganti.
nước, xe nước giặt lưa rồi thứ ha. Rồi rồi em kết thúc cái video tại đây. Nếu mà quý khách hàng nào có yêu thương và quan tâm dòng xe Isuzu QKR 210 thì cứ alo cho em qua số 0341 400 0349 311 400 nha quý khách hàng nha. Dòng xe tải nhỏ, thuận tiện đi đường, một địa hình. Rồi, em cảm ơn quý khách hàng. Nếu mà quan tâm thì yêu thương em một lượt đăng ký kênh và một lượt like kênh ha.